Bạc Liêu của chúng ta chưa có trường hợp nào hỗn láo với thầy, đó là một niềm tự hào. Cô xem trong báo, cô thấy rằng có những em học sinh hỗn láo còn đâm khi còn đâm chém thầy nữa. Nhưng mà tỉnh ta không có chuyện đâu, đó là cũng có sẵn. Cho nên các con phải thấy rằng học, Bác Hồ bảo là Lenin thì nó học không nữa, mãi Bác Hồ thì bảo là phải học suốt cả cuộc đời của mình. Vậy chăm ngoan để chúng ta vượt qua những khó khăn mà thời đại hiện nay, vì chúng ta hội nhập với quốc tế mà thế giới còn nhiều phức tạp lắm các em ạ. Và xã hội chúng ta nói vậy chứ cũng còn phức tạp lắm. Vì vậy mà chúng ta phải cảnh giác, phải cảnh giác mà bồi bổ kiến thức cho mình cho tốt, để sau này mình mới thay thế thầy cô ba mẹ, để mình làm cho sự nghiệp đất nước chúng ta đàng hoàng hơn, cao đẹp hơn như Bác Hồ đã mong muốn. Đó là các con. Cô mong các con khỏe, học giỏi, cô mừng. Còn bài thơ, bài thơ của tôi là gửi niềm tin yêu. Nhân ngày nhà giáo hiến chương, cho tôi xin gửi tình thương ngọt ngào. Chúc thầy cô sức khỏe dồi dào, học trò đi học đến trường chăm ngoan. Trong lòng cha mẹ hân hoan, niềm vui hạnh phúc vẹn toàn nghĩa nhân. Không gì còn phải phân vân, làm nghề dạy học có ngần ấy thôi. Nụ cười luôn nở trên môi, tình người thấm đậm đất bồi phù sa. Thầy trò tình cảm thiết tha, vườn hoa giáo dục bao la sắc màu. Đẹp sao công đức trong ngần, không gì sánh được chỉ vầng thái dương. Đẹp sao đẹp những mái trường, làm nghề trầm người quý giá nhất, không gì sánh được, thật là tuyệt vời. Cuối cùng, kính chúc thầy cô, phụ huynh, ban giám hiệu và các em sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc, đạt được nhiều thành tích cho trường chúng ta hơn những năm trước. Xin hãy. À, tôi xin chào tất cả các em học sinh của trường chúng ta. Xin kính chào các bậc phụ huynh, xin kính chào các thầy cô, nguyên là cán bộ quản lý, nguyên là giáo viên của trường. À, xin kính chào tất cả các thầy cô trong ban giám hiệu và các thầy cô trong trường chúng ta. Hơn một năm nay tôi quay trở lại mảnh đất Bạc Liêu thân yêu. Cách đây đúng hơn 40 năm tôi lần đầu tiên tôi bước chân vào mảnh đất tỉnh Minh Hải của chúng ta. Hơn một năm qua tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi rất là nhớ trường. Và hôm nay tôi có một cái tiết lộ bí mật. Tôi đã nghỉ dạy ở trường chúng ta hơn 3 học kỳ rồi. Nhưng mà tôi vẫn dạy trong những nói chính xác là trong những giấc mơ. Đấy là sự thật. À, chắc là giấc mơ đó thì nhiều hơn 2 lần, nhưng mà tôi chỉ nhớ 2 lần thôi. Một lần đó là tôi đang nằm ngủ và tôi lại nghĩ là tại sao mà lại đính giờ dậy rồi mà tôi vẫn trễ giờ. Tôi cố gắng bằng mọi cách nhưng mà hóa ra tôi đang nằm trên giường. Sau đó tôi tỉnh giấc lại là mình không phải là trễ giờ mà chẳng lẽ chỉ là giấc mơ mà thôi. Lần thứ hai là lần đi chào cờ, cũng mơ tương tự và mình lúc đó thì và tôi nghĩ rằng là giấc mơ là nhiều hơn 2 lần, mà tôi chỉ nhớ 2 lần đó. Và như vậy tôi vẫn còn là giáo viên của trường chúng ta, không phải không ạ? Phát biểu một vài ý với các em, và sau đó là có đề nghị là tôi hát một bài. Tôi thì cũng hát không hay đâu, nhưng mà tôi nói thầy mình tôi chưa có dám nhận lời đâu. Thôi mà hôm nay tôi gặp các em tôi cũng rất là mừng, gặp thầy cô rất là mừng, cho nên tôi cố gắng tôi hát nhá. Lần đầu tiên tôi sẽ nói khoảng 3 phút về cái vấn đề là học thế nào cho nó tốt á. Trên cuộc đời này có rất nhiều việc mà người ta có thể làm giúp nhau, có thể làm dùm nhau,
có thể làm thế cho nhau. Phi công A có thể thực hiện thay chuyến bay của phi công B, bác sĩ C có thể thực hiện một ca phẫu thuật cho bác sĩ D và nhiều việc khác nữa. Nhưng có một việc không thể làm thay, không thể làm dùm, đó là việc gì ạ? Có một việc không thể làm thay, người khác không thể làm dùm, đó là việc học tập của mỗi con người chúng ta, đúng không ạ? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói là trong cái việc học, cái cốt lõi là tự học, cốt lõi là tự học. Còn cái triết học của Marx nói là sự phát triển, đấy là sự phát triển tự thân vận động. Cho nên là cái việc chúng ta tự giác học á, thì nó sẽ kết quả tốt hơn, kết quả tốt hơn rất là nhiều. Và lúc đó là các em sẽ, cái niềm đam mê học của các em sẽ được duy trì, và các em cảm thấy công việc học tập của chúng và các em sẽ không còn mệt nhọc nữa. Cách đây 5 năm, tôi nhớ không chính xác là 4-5 năm, giáo sư Ngô Bảo Châu về thăm Việt Nam thì có cuộc nói chuyện với những đội ngũ sinh viên học sinh tiên tiến ở thành phố Hồ Chí Minh. Các học sinh hỏi rất là nhiều câu hỏi, mà tôi nhớ một câu là thưa giáo sư, làm thế nào để duy trì cái sự đam mê trong học toán? Thì giáo sư Ngô Bảo Châu nói rằng các em phải có đôi mắt của trẻ thơ, các em phải có đôi mắt, cần có đôi mắt của trẻ thơ. Trẻ thơ ở đây là những em bé khoảng từ 8 tháng tuổi đến dưới 2 tuổi. Nếu chúng ta trò chuyện lúc đấy em bé cỡ 10-11 tháng tuổi, khi các cháu, các em bé đó có biết tương tác với thế giới bên ngoài, tương tác với những người xung quanh, với âm thanh, với những cái hình ảnh động và hình ảnh tĩnh, các em sẽ thấy những em bé đó nó vô cùng là đáng quý. Có những cái, tôi cách đây 2 ngày tôi vừa mới nói chuyện với em bé như thế, tôi nhớ lại cái lời của giáo sư Ngô Bảo Châu. Cái gì trước mắt em bé đó cũng là mới lạ, cũng là hấp dẫn, và nó cũng muốn tìm hiểu, nó cũng muốn nói chuyện, nó cũng muốn tương tác với nhau. Thì chúng ta nhớ lại cái câu của ông Ngô Bảo Châu như vậy. Tôi tin rằng các em cũng có một cái niềm đam mê học tập như thế. Còn cái vấn đề tiếp theo đó là cái cách học để làm sao đó hiệu quả, thì cái quy luật của trí nhớ, quy luật của cái việc mà tích lũy hình thành kiến thức trong bộ não chúng ta, nó có quy luật của nó cả đấy. Nếu chúng ta không có tuân theo đúng quy luật đó sẽ hiệu quả học tập rất là thấp. Chẳng hạn cái việc chi tiết như thế này, chúng ta cần nhớ một cái công thức toán lý hóa, một công thức sinh học, cần một cái nhớ một cái đoạn nào đó quan trọng nào đó, nội dung chính trong một bài học, văn sử địa vân vân, thì các em tùy theo cái cách học của từng người, tùy theo cái kỹ năng của từng người, các em hãy làm như thế này này. Các em đừng bao giờ mở ra và chép bài tập của mình. Các em có thể đọc một hai lần, thậm chí các em gấp tập lại một hai lần ba lần, để sau đó các em không được là lấy đọc trực tiếp bằng mắt và tay thì ghi vào cái tờ giấy của mình, vào cái vở bài làm của mình. Và tôi xin các em hãy đóng tập lại, gấp tập lại và tự ghi công thức vào cái bài làm của mình, vào tờ giấy của mình. Các em làm như thế thì cái kiến thức mới trở thành của chúng ta, làm như thế thì kiến thức mới thuộc về chúng ta. Và khi mà làm bài tập nữa thì tôi có một cái điều tôi khuyên các em là dùng kiến thức văn học, dùng kiến thức toán học để soi sáng vật lý, soi sáng các môn toán học khác. Ví dụ chẳng hạn thế này là tại sao các em phải hiểu là tại sao chúng ta lại học về lũy thừa, tại sao chúng ta lại học hàm số về đồ thị, tại sao chúng ta lại học về lượng giác. Thế thì một loạt câu hỏi đặt ra, tại sao những cái số 0, 1, 2, 3, 4 vân gọi là số tự nhiên, nó có lý do của nó đấy. Tại sao cái đường tròn lặng giác thì thầy cô lúc nãy vẽ cái đường tròn vừa thôi, bây giờ thầy cô vẽ cái đường tròn lớn hơn, thế tí nữa ngày mai lại vẽ cái đường tròn lớn hơn nữa, thì bán kích đều là bằng 1 mà thôi, tại sao như vậy? Để cái góc lượng giác nó khác góc hình học ở chỗ nào? Có bao nhiêu câu hỏi mà chúng ta phải tự tìm hiểu, giống như đôi mắt trẻ thơ của giáo sư Ngô Bảo Châu đã từng nói. Và dùng toán học để soi sáng vật lý, tôi đưa một ví dụ về cái bài là thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2018 vừa qua, có một câu như thế này, chắc là các em lớp khối 10 có thể hiểu được, khối 11, 12 thì học qua rồi, hai đến tích Q1, Q2 đặt cách nhau một khoảng D, thì cái lực tương tác giữa chúng là một con số, tôi không nói ở đây, nói có thể các em quên, nhưng nếu chúng đặt cách nhau một khoảng D cộng 10cm thì lực tương tác của nó cũng là con số thứ hai. Và con số thứ hai, nếu các em nhận cảm, các em mới thấy nó giảm đi 4 lần. Nó giảm đi 4 lần, mà cái công thức này nó tỷ lệ bình phương khoảng cách. Cho nên là nếu mà giảm đi 4 lần, khi mẫu số giảm đi 2 lần,
xin lỗi, cái mẫu số phải giảm đi 4 lần tại vì các đại đức khác nó không thay đổi. Mẫu số giảm 4 lần và ở đây là bình mẫu số là bình phương nên khoảng cách tăng lên 2 lần và